vui khi được quay trở lại với chương trình Bếp Ngọt của mình. Ngày trước thì Hằng và anh Tâm đã cùng nhau làm món bánh cúp khác, mà không ngờ ngay lần đầu tiên mình làm mà đã được mọi người gọi là khen rất là nhiều, khen nức nở luôn. Nhưng mà thật ra là anh Tâm làm chính, Phương Hằng chỉ là gọi là phụ hưởng cát kế bên thôi à. Thì ngày hôm nay mình quay trở lại với chương trình Bếp Ngọt thì chắc chắn là mình sẽ làm một món bánh mới. Nhưng mà ngày hôm qua thì mẹ gọi điện thoại cho Hằng, mẹ Hằng nói là hãy trổ tài làm cái món bánh nào đó mà gắn liền với tuổi thơ, là ngày xưa mẹ hay làm cho Hằng ăn. Thì hôm nay Hằng sẽ quyết định làm món bánh đó, nhưng món bánh gì thì Hằng sẽ bí mật cho tí xíu nữa nói sau. Chắc là mọi người sẽ rất là ngạc nhiên là không biết tại sao có một mình Hằng ở đây thôi, còn anh Tâm đâu, đúng không nè? Hằng đã nhờ anh Tâm đi mua một số nguyên liệu để về làm bánh rồi. À kìa, vừa mới nhắc là về tới liền luôn á. Nhà mua đủ chưa? Trời ơi, vợ nấu bánh mà bắt chồng đi mua đồ túi bụi từ sáng giờ mệt quá mà. Người ta có câu là đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Hằng thì tập làm bánh thì Hằng phải kiểu như là coi cái công thức rồi cách thức làm như thế nào, đúng không? Thì nhờ chồng mình đi mua nguyên liệu là chuyện bình thường. Nhưng mà chồng hỏi thiệt vậy nè, có làm được không mà sao vợ gan vậy, vậy đòi làm bánh cho mẹ ăn vậy hả? Thấy chưa, gan vậy? Nói câu này là biết là không tin tưởng vào khả năng của vợ mình rồi. Bây giờ khán giả làm chứng nha, xem một lát nữa món bánh Hằng làm ra nó đặc biệt, nó thơm ngon như thế nào. Nhưng mà bây giờ là mua xong nguyên liệu cho vợ thì chưa? Thì nãy giờ là chồng mua hết đồ vợ dặn rồi. Thì hôm nay là có đồ của vị cô gửi những nguyên liệu làm bánh cho vợ nè. Không biết là có gì? Có nguyên liệu là làm cái một luôn. Thôi cái nước qua đi uống. Uống gì? Thì chồng uống nước khác quá mà. Không, uống nước lọc là chuyện bình thường. Uống cái này mới đã nè. Uống cái gì? Đây, nước dừa tươi của vị cô uống đi đã khác dữ lắm á. Wow, nước dừa tươi luôn. Đang khát nước. Uống xong là ghiền luôn á nha, mà tiện lợi nữa. Bây giờ thì Phương Hằng và anh Tâm đã có đủ nguyên liệu từ vị cô gửi rồi. Mình sẽ bắt tay vào làm bánh liền nha. Đã bày biện nguyên liệu xong rồi đó. Cuối cùng là chồng chưa hiểu được là vợ sẽ nấu cái bánh gì nữa. Có một chút lo sợ, sợ. Làm gì sợ? Vợ kêu chồng đi mua nguyên liệu về mà chồng mua hết nguyên liệu xong mà bây giờ chồng không biết bánh gì. Vậy là trình độ là đâu mà. Vợ mắc cười, bánh mà nó có 100 cái, 1 triệu cái bánh trên thế giới mà giờ kêu mua thì sao chồng biết vợ muốn làm cái bánh gì? Hồi nãy chồng mua chồng có thấy là trong đây là vợ có kêu chồng mua mè không? Mà mè. Bánh hồi nhỏ bánh gì mà cũng có lớp mè ở trên. À, bánh bò, bánh tiêu ngày mai bé đi học đây, các ông hay đẩy bán. Đúng không? Đúng không? Thấy chưa? Chưa rất là kiểu chắc luôn. Gì luôn á. Bộ bây giờ chỉ có bánh tiêu, bánh bò mới là có mè hả? Thì ai biết đâu, thì chỉ có các ông đó, ông đẩy bán là chỉ có chụp. Nhưng mà thật ra chắc là ăn hên á, nên nói đúng á. Ghê, trời ơi, tôi lo quá nha. Mẹ kêu là làm món bánh bò, bánh tiêu. Nhưng mà Hằng nghĩ là làm bánh bò, bánh tiêu thì dễ lắm chồng. Nhưng bây giờ mình phải làm cái món bánh tiêu nào đó mà nó phá cách chút xíu. Là phá cách là như thế nào vậy? Bánh tiêu nhân cây dé. Bánh tiêu là tôi thấy là cũng thấy cũng sợ rồi đó, mà giờ cây dé nữa, được không vậy? Không tin luôn. Sao tin được? Vậy bây giờ không tin thì không cần phải phụ làm, chỉ cần bắt ghế đàn kia ngồi coi người ta làm. Rồi rồi, đây sẽ bắt ghế kia ngồi nha ha, làm cho đúng ha. Được làm cho mẹ ăn đó ha. Rồi em hiểu ha, cả thế giới hiểu nha. Vậy thì bây giờ mời anh Tâm cũng như là khán giả của chương trình Bếp Ngọt xem thử coi là Phương Hằng sẽ làm cái món bánh tiêu của mình như thế nào nha. Bây giờ thì Phương Hằng sẽ tiến hành làm nhân cây dé trước nha. Ở đây thì Hằng sẽ dùng nước cốt dừa của vị cô. Hằng sẽ cho 200ml Hằng đã chuẩn bị sẵn nào vào trong nồi. Tiếp theo là Hằng sẽ sử dụng 30g đường cộng với lại 20ml sữa đặc. Bây giờ Hằng sẽ bật lửa lên, nhưng mà nhớ là lửa nhỏ thôi. Rồi mình khuấy đều. Khuấy nhưng mà các bạn nhớ là không có để cho cái hỗn hợp nó sôi, nó chỉ đủ ấm để tan đường thôi nha. Sau khi mà hỗn hợp lúc nãy đường đã tan hết rồi thì Hằng đã tắt bếp và để đây. Hằng sẽ tiến hành bước tiếp theo nha. Ở đây Hằng sử dụng là trứng gà omega 3 của Ba Môn, rất là giàu dinh dưỡng và nhiều vitamin, rất là tốt cho sức khỏe. Hằng sẽ tách ra 2 lòng đỏ. Sau khi tách được 2 lòng đỏ thì Phương Hằng sẽ
đổ cái hỗn hợp lúc nãy vào trong hai cái lòng đỏ trứng này. Khuấy đều lên nha. Mình sẽ cho thêm một muỗng cà phê vani. Tiếp tục khuấy đều lên. Thật ra mình thấy đâu có khó đâu, cũng đơn giản mà. Vậy mà bữa giờ là mọi người cứ nói là mình không biết làm bánh đâu, toàn là anh Tâm làm ngon không mà là bạn ăn ké. Nhiều khi mình ức lắm, bây giờ mình phải tự quay lại xong rồi đó mình chứng minh cho mọi người thấy là mình cũng có tài chứ bộ, đúng không? Rồi bây giờ là tới là mình sẽ rây bột năng vào. Ở đây hàng sử dụng là 40g bột năng nha, nhưng mà sẽ chia làm hai lần. Vì là hàng đã gần hoàn thành xong bước nhân ca dế rồi đó. Bước cuối cùng của làm nên cái giấy thì hàng sẽ cho vào trong nồi lại nấu với lại lửa vừa nhé. Bước tiếp theo là sau khi hàng cho cả hỗn hợp lúc nãy vào trong nồi rồi thì hàng sẽ sử dụng đến bơ golden margarine. Thì hàng sẽ sử dụng 5g bơ golden margarine thì rất là tốt cho sức khỏe nè, có cái vị béo nhẹ nè, không có vị mặn, và đặc biệt là mình có thể dùng để chiên xào hoặc là mình có thể làm bánh rất là ngon á. Rồi hàng cho bơ vào, hàng khuấy đều lên. Nhớ là để lửa vừa vừa thôi, đừng có để lửa lớn quá nha, và không có làm cho hỗn hợp sôi. Đến khi nào nó sánh bình lại thì mình có thể đổ ra tô được rồi. Thì cái nãy giờ thấy là làm rất là chuyên nghiệp luôn á, thấy làm bánh đâu có gì đâu khó. Bây giờ thì mình đang là giáo viên, không biết là sắp tới thì mình có thêm nghề tay trái nào nữa không, nhưng mà nếu mà làm cái món bánh này ra mà xuất sắc thì chắc là Hằng sẽ mở một cửa hàng bánh nho nhỏ. Chúc mọi người cho ủng hộ cho Hằng nha. Trước giờ thì hay chê mình không biết nấu ăn, nhưng mà thôi kệ, không biết nấu ăn biết làm bánh cũng được. Từ lúc nhỏ Hằng đã thích một cửa hàng làm bánh rồi, những cái bánh ngọt và thích khác, hay là bánh những cái bánh mà có trang trí trái cây lên á. Nói chung là mình rất là thích, nhưng mà mình chưa có qua một khóa học làm bánh nào hết, nhưng bây giờ thì có cơ hội rồi nên chắc chắn là sẽ trổ tài nhiều hơn nữa. Đây mình khuấy đều như vậy nè, hỗn hợp của Hằng bây giờ nó gần sánh bình lại rồi. Phần nhân ca giác của Hằng đã hoàn thành xong rồi nè, thì Hằng sẽ cho ra tô nha. Sau khi mà hoàn thành phần nhân xong thì Hằng sẽ để qua một bên, và bước tiếp theo là sẽ tới vỏ bánh nha. Ở đây Hằng sẽ sử dụng sữa dừa của Việt Coco. Sữa dừa rất là thơm, ngon, mùi rất là dễ chịu, và đặc biệt là có thể thay thế cho sữa tươi. Hằng sẽ cho 110ml vào trong nồi. Rồi, Phương Hằng sẽ tiếp tục cho 30g đường vào và khuấy đều nha. Nhớ là khi mà mình bật lửa thì mình để lửa vừa thôi, chứ đừng có để cho khung hỗn hợp mình nó sôi lên. Đây, sau khi mà đường tan hết, Hằng sẽ cho ra tô. Hằng sẽ cho 2g men vào đây. Khuấy đều lên. Tiếp theo thì Phương Hằng sẽ sử dụng đến dầu dừa của Việt Coco. Dầu dừa của Việt Coco thì không cholesterol, không chất bảo quản, rất là tốt cho sức khỏe và làm cho cái vỏ bánh của mình nó mềm, nó mịn hơn rất là nhiều. Sau khi mình khuấy đều thì mình sẽ ủ khoảng 5 phút. Bây giờ thì đầu bếp làm bánh tương lai Phương Hằng sẽ tiến hành làm vỏ bánh tiếp nha. Ở đây Hằng sẽ có một cái rây nào cái tô. Thì trong quá trình đợi 5 phút men được ủ thì Hằng sẽ rây bột trước. Ở đây Hằng sẽ sử dụng bột mì. Hằng sẽ cho 200g bột mì vào đây. Hằng tin chắc rằng là với những cái thao tác và cái kinh nghiệm từ nãy giờ làm thì cái món bánh siêu nhân cây giác của Hằng sẽ rất là xuất sắc.
đang xem TV á, nếu như mà có ai muốn thử thì có thể liên hệ Phương Hằng nha. Đây là thành quả mà tô bột nãy giờ Phương Hằng vừa mới đây xong. Và sau 5 phút mình ủ thì bây giờ mình nở cái tô này ra, mình trộn một mọc với nhau. Trộn hai hỗn hợp với nhau nè, và nó bắt đầu hòa quyện với nhau rồi. Và sau khi mà trộn xong thì Phương Hằng cũng sẽ đem cái hỗn hợp này ủ thêm 15 phút nữa. Cuối cùng cái phần vỏ bánh cũng làm gần xong rồi. Trong đoạn tiếp theo mà Phương Hằng sẽ làm đó chính là nhồi bột bánh. Ở đây thì tay Hằng đã rửa sạch sẽ rồi nha. Nàng sẽ cho một ít bột ra cái dĩa này và trong tay của mình, để nó không có bị dây dính bột. Đây, cục bột hồi nãy Hằng đã ủng nè, lấy ra. Đó, Hằng sẽ áo một cái lớp bột lên đây, có thể dễ nhồi. Rồi, cứ nhồi như vậy cho bánh nó có thể dẻo xốp. Bước này là mình đã gần xong được cái vỏ bánh rồi. Và sau đó mình chỉ cần cắt ra rồi mình cho nhân vào, rồi mình đem chiên lên. Như vậy là đã có cái tác phẩm hoàn chỉnh. Ở nhà thì mọi người hay chọc là anh Tâm hay nấu ăn rồi Hằng không có biết làm gì hết. Nhưng mà bây giờ qua những cái chương trình mà nấu ăn rồi làm bánh, và đặc biệt là tham gia Bếp Ngọt, thì Hằng sẽ chứng minh cho mọi người thấy là thật ra mình biết làm chứ không biết làm đâu. Nhưng mà tại sao mình phải làm, đúng không? Mình để cho chồng mình làm hết cho mình cũng được vậy. Nhào bột xong rồi nè, cái bước này quan trọng lắm nha, tại mình phải ủ thêm một lần nữa. Hằng sẽ cho một ít dầu dừa của Việt Coco ra đây. Mình sẽ tiếp tục ủ thêm khoảng tầm 15 phút nữa để cho cái bột vỏ bánh này nó được nở ra nha mọi người. Bây giờ thì nhân cây dép cũng như là một trái bánh Hằng đã làm xong hết rồi, Hằng đã trưng bày trên bàn. Hằng sẽ tiến hành là tạo hình bánh nha. Ở đây là cái cục bột lúc nãy mà Hằng dò xong, Hằng ủ nãy giờ nè. Rồi Hằng sẽ bắt đầu, Hằng sẽ là bước 1. Đây, đây, cả như đây nha. À, Hằng có chuẩn bị mè rồi, bánh tiêu phải có mè chứ. Hằng đổ ra dĩa để lát Hằng lăn nè. Rồi, giờ cho nó đẹp chút xíu. Một ít bột bên đây nha, đừng có bị dính lên cái thớt nè. Rồi, giờ tiến hành cán bột nha. Hằng sẽ làm có khi là hình nào hình cái bánh giống như bánh xếp vậy đó, còn có khi hình tròn, mình có nhiều hình dạng để mình lựa chọn cho nó đẹp mắt. Xong, Hằng sẽ bắt đầu cho nhân vào. Mình sẽ làm hình tròn trước nè, để hình tròn dễ hơn. Rồi, Hằng sẽ bắt đầu nhúng vào trong mè nha. Một lát mình chiên nó sẽ nở ra phồng lên, có mè, có vỏ bánh, có nhân đầy đủ. Cũng được, quan trọng là mình cảm thấy mình đẹp và mình thích là được rồi.
Và cái bước cuối cùng là chỉ cần đem những cái thành phẩm đẹp của mình đi chiên là được. Bây giờ Hằng sẽ bước qua cái giai đoạn là mình sẽ chiên bánh nha. Ở đây Hằng sẽ sử dụng dầu dừa vàng của Việt Coco. Mọi người nhớ là để cho dầu nóng là phải bỏ bánh vào nha. Không biết là đang hồi hộp xem cái thành phẩm của mình ra sẽ như thế nào. Nói chung là hộp vệ sinh nè, nhìn thì cũng được mắt mà chắc chắn là ăn sẽ ngon lắm đây. Bây giờ thì mình sẽ cho bánh vào nha. Mình sẽ cho cái bánh trước nè. Nhớ là để cái bánh xa xa cho nó đừng có dính với nhau thì nó sẽ không có mất đi cái tạo hình lúc đầu của Hằng. Quả của Phương Hằng ngày hôm nay đây, bánh tiêu ca dế mà Hằng cũng có trưng bày đẹp mắt chứ bộ đúng không nè. Bình thường á nha, Hằng nói thiệt, Hằng có một cái điều suy nghĩ nãy giờ là mỗi lần mà Hằng quay hình với anh Tâm á, anh luôn chọn cho mình cái bộ đồ nào phải nổi hơn Hằng. Hôm nay Hằng đã cố gắng chọn cái màu hồng gì để nổi hơn ảnh rồi nè. Mà nãy giờ mình quay tới khúc cuối không thấy đâu hết trơn á, không biết có phải vô đó kiếm bộ đồ nào mà nổi hơn mình để ra chặt chén mình không nữa. Bây giờ chắc là phải mời anh Tâm đây để thưởng thức cái món bánh tiêu của Hằng làm nha. Anh Tâm ơi, ra thưởng thức nè. Ai kêu Tâm đó, có anh Tâm đây. Đây là thành quả của giờ từ nãy giờ nha. Trời ơi, thấy chưa, Hằng nói đúng không? Cũng vô đó kiếm một bộ đồ nào nổi hơn Hằng để ra đây chặt chém mình. Cái đồ rồi có nổi gì đâu, chỉ là vài ba cái hạt gắn lên. Hạt mè. Chỉ là vài ba hạt mè thôi, tại vì anh Tâm biết là hôm nay thì là vợ của anh Tâm là Phương Hằng đang làm một cái bánh là bánh tiêu cây dế, là nó có hạt mè nên Tâm mới chọn một cái bộ fashion mới nhất. Thôi nè, bây giờ thưởng thức trước đi. Nhìn cũng giống như là bánh nước ngoài làm theo có hoa hồng, hoa mè rồi để tạo hình rất nhiều nha. Tạo hình rất nhiều luôn. Rồi bẻ ra nha, trong sẽ có những cây dế đàng hoàng đó. Bây giờ đi để ăn bánh thì hơi hồi hộp chút xíu, các bạn nên để chúng ta ra lại. Rồi. Ngồi cầm bánh mà nước mắt luôn rưng mọi người. Đây là bánh của Hằng nè. Bánh này ăn được không vậy? Ăn được, chín rồi, Hằng sẽ mở ra cho mọi người coi. Wow. Đó. Bây giờ anh Tâm sẽ ăn thử coi. Rồi anh Tâm còn chín đúng không? Đúng rồi. Cái vỏ bánh á thì nó giòn, cái nhân á thì nó bé béo, ăn rất là thanh. Ngọt thanh chứ đâu. Ngọt thanh, rất là ngon. Đây là cái bánh mà anh Tâm cảm thấy là từ nhỏ tới lớn ngon nhất mà anh Tâm ăn, đúng không vậy? Ngon nhất đúng không? Thôi, bây giờ mình còn hai cái này, mình sẽ gói và để tặng cho mẹ. Vì cô biết vợ làm bánh ngon quá nên quyết định tặng cho em một hộp quà. Wow, có quà nữa hả? Đúng rồi. Đây là chứng minh cho thành quả làm bánh của Hằng từ nãy giờ. Thứ nhất là xin cảm ơn vị cô đã gửi phần quà đến cho Phương Hằng nha. Thứ hai là cảm ơn chương trình Bếp Ngọt đã cho Phương Hằng và anh Tâm có cơ hội từng đứa một được chỗ tài làm bánh. Cho khán giả thấy là mình cũng có tài năng chứ bộ. Hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình làm bánh sau của Bếp Ngọt nha.